Câu đầu tiên là một ca khúc nằm trên album mới của nam ca sĩ Trọng Hải Phong và Việt Khang. Xin mời tất cả các bạn đến với MV Mãi Yêu Người Thôi. Đã lâu rồi mọi người vẫn nói rằng em không thật lòng, vẫn âm thầm từ ngày dối trá mối tình anh. Rồi em ra đi thân xa để mình anh bơ vơ ở lại. Tình yêu sau bao nhiêu năm chỉ là tờ giấy. Thôi cũng đành tìm về chốn cũ buồn vui trong kỷ niệm. Thôi cũng đành tìm về quá khứ chốn ngày mai. Ngày xưa em như dòng sông lững lờ trôi bên anh một dòng. Tình yêu sau bao nhiêu năm cuốn trôi về đâu, cuốn trôi về đâu. Người ơi hãy quay về đây, dù em dối gian thật nhiều, lòng anh vẫn muốn đời mới chỉ yêu người thôi. Người ơi hãy quay về đây, lòng anh vẫn đau thật đầy, lòng anh suốt muôn đời mãi chỉ yêu người thôi. And you, lady first. Này người yêu ơi, em đã mơ quá trong trái tim này, đã mơ quá suốt cuộc đời, đã mơ quá sống càng đã mòn. Mà dù sao đi nữa, em vẫn number one. Da 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 di da di da. Da 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 di da di da. Da 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 di da di da di da. Em vẫn number one. Chúng ta đến với một ca khúc nằm trên bụng của nam sĩ Ngọc Sơn, Diu number one. Nhìn em như ánh sao trời sáng soi khắp nơi nơi, nàng đã đến ôi tuyệt vời. Tình chính chắn lúc ban đầu hiện sẽ nghe cho người và sẽ mãi yêu người thôi. Cuộc tình nào được mấy ai chấp nhận thật nhiều đắng cay. Hỡi người dấu yêu của tôi ơi, xin đừng đa nghi, xin em đừng từng Này người yêu ơi, em đã mơ quên trong trái tim này, đã mơ quên suốt cuộc đời, đã mơ quên sống càng đã mòn. Mà dù sao đi nữa, em vẫn number one. Cha da cha 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 di da di sa, cha da cha cha da di da di sa, cha da ra ra di da di da di da. Vâng, thưa tất cả quý khách, như vậy là tất cả những giai điệu đến từ dòng Việt Mix đã khép lại phần hát trong buổi tối nay. Và bây giờ thì phần còn lại sẽ dành cho tất cả những tiết tấu DJ phải nói rất là cực mạnh, cực hot để thích ứng với giới trẻ trong buổi tối nay. Đó là âm nhạc của Vũ Trường. Và bây giờ thì xin mời tất cả chúng ta chờ đợi trong giây lát, những cái làm máy của chúng tôi sẽ chuyển tới tất cả quý khách những giai điệu nóng bỏng hơn. Xin cảm ơn rất nhiều.